Chúng ta cần thay đúng sắc sổ đồ với viết tên. Tức là nói được đúng tính. Mình thử xem có cái gì lạ. Đúng tính của đồ với viết tên mình biết không? Nếu không có nhớ thì mình có thể không ra được không? Mình đã học chưa? Có ai nói gì đến nó bao giờ chưa? Nhưng mà viết tên là gì? Lạ cái gì? Đúng không ạ? Tôi đã nói cái tổng đúng tính của mình trước đấy rồi. Hầu hết các nucleotide mà nếu khi chất xuất ra thì nó lại có thể ở dạng kết tinh nếu không cắn nhiều đường. Nếu không có cắn quá nhiều đường nó sẽ kết tinh, nó có thể dạng đơn độc nhiều, có thể ở dạng tinh thể hay có kết tinh không ngọt và ngon, có bị cắn. Các nucleotide thì cũng đều có bị cắn, ví dụ có cơ đồ ít bị cắn, cơ đồ ít cũng cắn, để nucleotide tìm cũng cắn. Tan rồi trong nước, đây là dạng nào thì tan trong nước nếu lúc này nóng thế có nhiều ô nhiễm nhưng cái quan trọng là nó có gắn đường là nó sẽ tan trong nước, đúng không ạ? Glycosid ở có gắn đường, còn là dạng glycosid thì tan trong nước, trong cồn, hỗn hợp cồn nước. Và ở dạng glycosid thì tan ít trong lâu phải học và nó sẽ tăng nhiều hơn khi cái phần đường của nó ngắn hoặc là ít đường, hoặc trường hợp nào nữa, trường hợp mà có đường nhưng vẫn tăng được trong lâu phỏng hoặc metoxin hóa. Nếu mà trong trường hợp flavonoid hoặc là những glycosid khác thì metoxin hóa như acetin hóa giảm cái độ tăng xuống. OH thì nó phân minh tốt tăng được trong các phần một phần cực, nhưng mà ở đây nó có những cái trường hợp đặc biệt như vậy thì chúng ta nhớ và nếu dạng là nó đã tăng được trong nước thì đương nhiên cái dạng glycosid sẽ không tăng trong phần một cánh phần cực, đấy là chung thôi. Nhưng tỷ lệ nào cũng có ngoại lệ, mà ngoại lệ chính là ở những cái chuyện mà trong các trường hợp nhóm thế của nó bị metoxin hóa, bị acetin hóa hoặc cái phần đường của nó ít đường quá, tức là không có cái độ tan, hoặc trong lúc đấy của nó có các cái nhóm thế đặc biệt nó để tác động vào cái độ tan của nó. Phần lý tính này chúng ta đã nói ở đây như vừa giúp rồi. Tính về phổ UV, phát hiện được phổ UV của nó ở đây như là như thế này. Hồi nãy tôi có hỏi các anh chị một câu là trong công thức của nó thì nó có thể phát hiện được bằng UV không? Chứ không, steroid là không rồi. Tại vì nó là không đo được. Thế thì đây có thể phát hiện được là nhờ cái phòng mắc tổ. Phòng mắc tên mà nếu mà đang cạnh thì chúng ta có hai cái nối đường. Hai cái nối đường. Nhưng phòng mắc tên mà xấu cạnh thì chúng ta có tăng thêm cái nối đường của oxy, tức là nhóm siêu tôn nữa. Do đó nên là chúng ta có thể phát hiện bằng UV với cái bước sóng ở cực đại ở 215 và 218 so với khoảng lắp vô 5 kệ. Và cái khu Fabianolid là ở 300 nanomet. Chúng ta có một cái bước sóng cực đại như vậy. Tuy nhiên, để định tính nó, nếu mà chúng ta chiết xuất ra xong thì quét phổi như thế này và nhìn thấy mà rồi chúng ta kết luận là có thì có xích tìm thì không được. Không được. Bởi vì nó sẽ bị tác động bởi những cái nhóm thế hoặc là những cái phần khác nữa, hoặc có những cái chất cấu trúc tương tự đang đa nán như nhau thì cái chuyển dịch của nó trong cái UV là giống như nhau, ức thu cực đại như nhau. Thế thì nếu muốn để xác định chắc chắn một cái chất nào đó thì tôi phải làm sao? Tôi phải có cái gì? Tôi có cái gì tôi biết chắc chắn là cái dạng phổ này nè, nó như thế này rồi, nó có cái khu cực đại ở đây, nó có một cái vai ở đây, nó có một cái cực tiểu ở chỗ này là như thế này. Tôi phải có cái gì? Một cái chất trồng được tính là UV hoặc được lượng hay là tỷ đều phải có chất trồng. Còn nếu mà đưa lên thì tôi có thể tất cả các glycosidin không bị ảnh hưởng bởi các cái nhóm đấy khác đều lên cái dạng phổ như thế này.
Nivasit team nó cũng vẫn chỉ dừng lại ở cái đơn vị ếch, đơn vị mèo, tức là đánh giá về cái mặt thực sinh học của nó nhiều hơn là sử dụng các trang thiết bị để mà phát hiện nha. Thì nó cần là cần chất chuẩn này, rồi có thể có cái cường độ hấp thu nó có thể không tốt, không phải luôn luôn là sẽ được như vậy, và nó có thể bị che lấp bởi các cái cấu trúc của nó, cũng có thể bị mở phòng nó tốt hay cái gì đó. Thì nó sẽ không có tốt trong cái trường hợp mà sử dụng UV được. Riêng phổ IE phổ UV là phổ đường ngoại, phải không? Và cái này là phổ hồng ngoại. Cái phổ hồng ngoại thì phát hiện cái gì ạ? Phát hiện cái gì? Nhóm chất. Phát hiện nhóm chất. Các nhóm chất trong đó, ví dụ như nó có nhóm màu hai này, nó có nhóm ceton này, ha, có nhóm cái oxy độ phân tử của vòng lớp tôn, kiểu nó chủ yếu ở cái vòng lớp tôn nên chúng ta phát hiện nó rồi. Đó. Thì ở các cái lớp tôn là từ của các cái nhóm đặc trưng thì có ba nhóm đặc trưng đó thôi. Bây giờ tính chất của microsystem, hóa tính của nó, thì nó sẽ có những cái tính chất này. Một là cái tính chất của các phản ứng trên cái dây nối, nha, các dây nối nitrogen của nó. Với các cái dây nối của nó thì cái nó sẽ dễ dàng bị tác động, nên tôi tùy cái dây nối là như thế nào thì nó dễ dàng bị tác động bởi cái enzyme, nha, các cái enzyme nhựa cắt các cái phần đường từ cắt lại. Chỉ đến cái phần đường cuối cùng nối trực tiếp vào amidon, chúng ta phải sử dụng các cái tác nhân mạnh hơn, ví dụ như dùng các axit để chúng ta cắt cái phần đường cuối cùng nối vào với amidon rồi. Còn các phần đường trước đó thì chúng ta có những cái enzyme đặc hiệu có sẵn trong cây, nó có thể tác động cho nên rất dễ bị thủy phân cắt đứt phần đường đi và để chuyển hóa thành những cái dẫn chất khác. Với các đường đều rất sinh thì sẽ dễ dàng bị thủy phân hơn bởi các enzyme. Phản ứng thứ hai là của phần amidon. Chúng ta có phản ứng của phần nhân steroid và phản ứng của vòng lactone, hai phản ứng này. Phản ứng thứ ba là phản ứng của phần đường, thì chúng ta không lẽ lại đi làm đường khử, tức là thuốc khử phenin để tìm ra đường glucose hay đường khử không khử không? Chúng ta không phát hiện cái điều cái chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì không làm chúng không có nitrogen phản ứng để dương tính. Đúng chưa nào? Trong cây có đương nhiên là phải có, chúng ta mới phát hiện cái đó. Nhưng nếu phát hiện cái phần đặc hiệu của nó, cái phần đặc biệt đặc trưng cho nitrogen nha. Nhưng cái phản ứng này là âm tính thì có dám kết luận là không có nitrogen không? Không. Tại vì tôi không biết được. Cho nên các bạn phải phân biệt được cái chuyện này nha. Chứ không phải luôn được. Nhưng đây này tôi nói lại nha. Trong cái lúc học đó, học thực tập ở cái cấp bậc của mình này, thì nói hạng 1 cộng 1 thì bằng 2 là nó đúng như thế, đúng không? Nhưng mình phải biết là sau này mình phải biết là 1 cộng 1 có thể bằng 3 mà nó có thể chỉ bằng 1 thôi, đúng không ạ? Nó có thể linh động hơn, tức là mình sẽ hiểu là không phải luôn luôn chắc chắn là như thế. Chúng ta phải biết là trong thực tế nó sẽ có cái khác biệt. Nhưng ở đây á, nói như vậy xong đến hôm mà các bạn vào các bạn thấy được phản ứng đấy nó âm chứng, nhưng các bạn nhớ cô nói là nó có thể là có cái chuyện nào kia kết luận có đại sai là chắc chắn luôn đấy, cả vì ở trong bài tập của mình có là có và không là không đó, chứ không có cái trường hợp mù mờ kia. Mù mờ kia là phải chắc tay rồi mới cho cái mù mờ nó được lên năm thứ năm á, tức là học năm cuối á thì lúc đấy nó mù mờ hơn. Thế thì phản ứng là chúng ta chỉ làm phản ứng của phần đường hai thì rất xì thôi. Thế thì phản ứng của phần đường mình xem trước được nha, đó là phản ứng gì? Phản ứng với thuốc khử xăng citron, đây là phản ứng mà quan trọng nhất là cho phép chúng ta kết luận nếu nó có dương tính là chắc chắn có được. Đó là dương tính là mình kết luận có đường hai thì rất xì luôn. Hai thì rất xì, hai sáu thì rất xì tiền đường hết. Cộng với thuốc khử xăng citron thì nó sẽ đun nóng lên và nó sẽ chuyển màu thành cái màu đỏ mật, đây là màu đỏ mật và nó bị lỗi cái phong. Thế thì ở đây trên đây nha, thì cái thuốc
tử xanthiron là bao gồm các hỗn hợp axit hydrochloric và axit acetic. Thì cái hai cái axit này đều bay lên được đúng không ạ? Cho nên khi cho hỗn hợp cái thuốc tử này vào thì lúc nào người ta cũng dặn mình là phải đậy mũi trong phải. Và điều kiện của phản ứng là phải nôn cái thử và nôn cái thử trong 10 phút. Các bạn phải nôn lâu, nôn 5 đến 10 phút. Đằng này thả vô nóng một cái xong bỏ ra rồi giữa âm tính rồi không có. Là tùy bạn thôi, nhưng mà người ta điều kiện phản ứng là làm đúng mà nhớ cái gì cũng thế. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, trước khi làm. Nó bao giờ mình tự chỉnh một tầng đó, tự nhiên mình cãi mình làm ra một vẻ một cái nông vẻ. Được à. Thế thì phản ứng này màu đỏ mật, cái trái mật đó màu đỏ lên như vậy đấy, màu lên cực có cái mật mà sao gọi mật Ấn Độ màu đỏ đỏ mật đậm đậm đó. Thế nhưng mà các bạn nó ra cái màu nâu, các bạn kết luận luôn thì nó có một nấc đấy hoặc của dữ liệu này, mình bao giờ cũng phải so với ống trứng thì mình mới kết luận được nó đổi màu như thế nào. Nhưng ở đây màu đỏ mật đúng của dữ liệu tin mặt là sao rất đẹp. Thế cho nên cẩn thận ở đây chúng ta cũng vẫn có thể kết luận sai. Nó sẽ âm tính trong trường hợp này à. Trong trường hợp cái đường 2 về oxy đã bị acetin hóa thì nó không ra à. Ở đây chỉ là đường với đường 2 về oxy. Với 2 về oxy mới bị glucose à. Có mới glucose là chuyện này thì cũng khá thường xảy ra đấy à. Trong tự nhiên à. Và đường 6 về oxy à. Rồi các cái đường mà có OH ở C5 và C6 đó, thì trong trường hợp cấu trúc của nó có C5, C6 có OH thì cái đường ở OH ở C3 nó sẽ bị cản trở phản ứng, cho nên phản ứng nó không xảy ra đó, thì nó âm tính trong một số trường hợp. Nhắc lại, đây là lý thuyết và đây là cái để cho chúng ta hiểu là nó có thể nó biến động nha, có thế này có thế kia. Nhưng trong thực tập của mình không là không, mà có là có. Chúng ta không nghĩ là cái chuyện là cô có thể cho cái chuyện là như đấy, các bạn không phán đoán được à, chưa có kinh nghiệm để phán đoán đó. Thế còn đây là chúng ta biết như vậy, sau này có nghiên cứu chúng ta biết là cái chuyện trường hợp đấy nó có thể phải làm những thêm những phản ứng khác nữa. Phản ứng thứ hai cái phần đường là phản ứng với acid phosphoric thì các đường hai đường oxy nó sẽ cho màu vàng nè, cho tôi phản ứng nhá để cho màu vàng. Thế có một cái phản ứng các bạn sẽ sử dụng thực tập, sanhydrol là thực tập nha, có thực tập. Phản ứng thứ hai có thực tập là phản ứng Gallagher-Kinniani. Phản ứng này thực tập cũng rất là dễ dàng, nhưng mà không cho là một axit phosphoric là khá là độc, chẳng đặc trưng của tôi mới dùng thôi, còn không thì tôi bỏ qua nha, nhưng mà vẫn có thể sử dụng nếu các bạn nghiên cứu. Phản ứng Gallagher-Kinniani, phản ứng này nó sẽ thực hiện giống như là tức là cắn này xong hòa trong lon bọt này, xong thêm aminic acetic, xong rồi thêm thuốc thử Kenner rồi đến thuốc thử Kinniani. Thì cái vòng tiếp xúc giữa hai cái thuốc thử và cái dịch chiết của mình á, nó sẽ lên vòng màu đỏ, rồi cái phía trên mặt trên của nó sẽ có màu xanh lam lên. Đấy, thực hiện các bạn thực hiện khéo nó sẽ ra cái phản ứng rất là đẹp, phản ứng rất dễ thực hiện và nó ngay là nếu mà có là dương tính rất là rõ. Nếu có phản ứng này các bạn yên tâm, tức là rất là rõ. Rồi tiếp tục phản ứng màu của phần là acetico, phần ứng màu cái phần là acetico nó có hai phần là phân steroid và phần lacto năm cặp. Chúng ta nói về cái phân steroid. Ở đây các bạn người ta so sánh và người ta lưu ý các bạn là với phân steroid thì tất cả các phản ứng đều thực hiện trong môi trường axit. Thế là lý thuyết giảng như vậy, nên thực tập làm như vậy, nhưng mà đến khi hỏi trả lời chậm lắm, trả lời không đúng điểm chân à. Trong môi trường axit với phân steroid các phản ứng đều thực hiện trong môi trường axit. Riêng vòng lacto năm cạnh tất cả các phản ứng đều trong môi trường kiềm. Thì đây là cái mà người ta thấy tất cả các phản ứng đều sử dụng kiềm hết, thì người ta lưu ý cho mình cái chuyện đó. Phản ứng với phân steroid có những phản ứng gì? Vừa đẹp man một môi sạc, phản ứng thứ hai là tóc lê, và phản ứng thứ ba là bình quang trong môi trường acid phosphoric. Thế trong thực tập các bạn sẽ sử dụng phản ứng diệt man.
cái phản ứng này như thế nào? Thực hiện rất là khó, khó ra tại vì thế nào? Nếu mà cô giáo mà đứng gần đấy nữa là khỏi thực hiện ra là vì sao? Là tay cứ vươn vươn như thế này. Và nếu thực hiện để đòi hỏi cái sự khéo léo, tức là mà có nguyên tắc nhất định khi sở giảng những cái bài này, giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn. Tai nạn xảy ra với phản ứng này rất nhiều. Tôi đã từng nhìn thấy nó làm cho tử hốt, nhưng mà nó để cái cửa tử hốt ở trên đầu nó nha. Xong nó làm xong cái nó văng ra một cái, quay mắt đi, kịp quay đi toàn bộ cái phía mặt này nha, đỏ gần lên, áo blue tự động rơi hết là cả xuống. Tại sao vậy? Tại vì sử dụng acid sulfuric động mạch. Mà tại sao lại văng ra như vậy? Tại vì nó đặt nước, tất cả các ống nghiệm và dụng cụ phải thật khô. Và các bạn có một cái thói quen rất xấu, người ta đã úp hết xuống cho mình, cứ phải mà sử dụng thôi. Tại sao khi các bạn đi về mà dụng cụ mà dơ, các bạn sẽ bị kỳ tê, các bạn bị trở nghiệm nha. Thế thì khi các bạn về là phải lau chùi rửa giấy sạch sẽ hết úp xuống, ngày mai sao chỉ được làm đó là cái thói quen nha. Thế nhưng cái lớp miền Đông rất thích cái chuyện là đi vào xong bắt đầu rửa giấy nha. Tôi nhận lên mất bao nhiêu giờ mà các bạn thi, người ta có hạn giờ với các bạn thường là nó làm như vậy đấy. Xong các bạn nước nó như văn ra, người ta có kỹ thuật là làm cái này bắt được làm trong cửa tốt, mà tổ nước là nó có cái mất của cái cửa này khổ là nó lại không kêu. Cho nên các bạn cứ đẩy lên, nhưng mà các bạn đẩy lên là ai mà đẩy lên, tôi nhìn thấy được mời về luôn, không đào tạo nữa, tại vì khó đào tạo quá nha, không nói được. Mà cái đó là cái an toàn cho chính bản thân bạn. Còn có cái người còn tệ hơn nữa là làm ngay ở phía ngoài phòng thí nghiệm. Thế cái chuyện này xảy ra chưa? Xảy ra rồi. Lúc nào tôi cũng dặn là làm xong, đã chưa xong đâu, thực hiện xong phản ứng thấy rõ phản ứng rồi, đẹp rồi nha. Làm gì? Xách nó đi, xách nó ra ngoài là phải xử lý nó để đi ra ngoài nước nha. Đi ra bể nước, khóa còi lại, bật đổ cái phần lấy sáp xuống, cái giống cái đổ quay mặt đi, đổ tại cái acid sulfuric nha. Sau khi bạn đổ sáp như vậy, bạn bắt đầu mở nước từ 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 cho nó trôi dần đi sọc trái của ống nghiệm. Xong tuyệt đối cấm, làm xong á cắm luôn cái ống nghiệm vô, cắm ống nghiệm vô cái giá ống nghiệm rồi quay đi nghe điện thoại hay là quay đi làm cái chuyện khác, bạn mình có biết không? Không, nó cầm cái ra nó đi rửa rồi, nó để xuống vòi, nó mở nước một cái văng vào, văng luôn cái đã sang bên kia, cái bạc bên kia đang đứng rửa dụng cụ, lúc đấy là hoàn toàn xong thực tập rồi. Bạn kia kêu ối lên một cái mà nó xui như thế này, nó lọt đúng vào đây nha, mở mắt ối một cái rửa mắt liền nha, mở mắt ra là nó bạc trắng rồi. Các bạn thấy cái vương khổ không? Hiệu lực hoàn toàn 100%, mở rồi thì thấy không, nó đi cấp cứu được. Cái chuyện này xảy ra chưa? Tôi thấy rồi. Nha. Còn cái chuyện mà rơi quần, rơi áo mà rồi là đỏ bừng hết cả mặt xong rồi, nó là chưa để lại sẹo lỗ chỗ hay là ai. Cái phản ứng này rất là nguy hiểm. Nhưng bạn làm thế, bạn làm đúng như giáo viên hướng dẫn, không có chuyện gì xảy ra hết. Đó. Thì nhớ rồi nha, cái để bài làm nó phải vậy. Đó là phản ứng nguyên tập ra. Có phản ứng này là có cùng steroid. Có dương tính là có cùng steroid. Nhưng trong dược liệu không phải chỉ có glucosamine có cùng giới, nó còn nhiều nhóm được chất khác, cho nên hầu như phản ứng này là dương tính. Đúng được không? Nhưng mà nếu phản ứng này dương tính thì chưa có mấy cái thằng kia tôi chưa kết luận được, đúng không ạ? Chứ không có cái này tôi cũng tâm thêm rồi. Còn phản ứng còn lắc tôn năm cạnh chúng ta có phản ứng kết, phản ứng ban lê, phản ứng lê gan và rainbow mặc cu là cái phản ứng quan trọng nhất. Có phản ứng này chắc chắn có glycosidin, nó lên màu tím rất đẹp nhưng không đẹp. Khi thực hiện phản ứng và cô cắn xong, và chủ nhân sẵn sàng các thuốc tử và mời giáo viên đến gần để cô là em thực hiện phản ứng về màu mặt tụ nha. Rồi cho cái tử vào nó tím lên một cái và nó mất ngay màu tím đi đó. Thì người ta xác nhận là bạn đã thực hiện phản ứng đó. Còn phản ứng lên gan đang lên có lên không? Có, nhưng có điều là phải có ống trứng mà bình thường ống trứng là dịch chiết, nhưng ống trứng trong trường hợp lê gan là ống trứng của thuốc thử, thì cái màu của nó tương tự chỉ đậm hơn so với cái màu thuốc thử thôi đó. Thế vì vậy nên khi vào thực tập người ta nói bạn phải trả
cũng như bệnh này. Và đây tôi ghi là không đặt hiệu màu xanh vì trong dược liệu có nhiều nhóm lượng chất khác có cùng cholesterol. Màu càng rõ khi càng ghi tạp chất đã lấy cholesterol đặt làm nó là bao nhiêu đèn cực kỳ, tại vì khung của nó là cùng cholesterol. Đó, nó lên rất là đẹp, nó rất tinh khiết thì nó lên đẹp. Và nó cũng là phản ứng là ống nghiệm phải đặt nghiêng này, khô này. Sau đó chúng ta cho cái dịch chiết vào đây, rồi bắt đầu thêm amylic acetic mở ngoặc này. Amylic acetic khi thêm vào trong cắn của dược liệu thì cái chén cắn nó phải nguội. Bạn mà cho vào nóng lạnh là nó bốc lên, và bạn ho sặc sụa, ho không kịp thở đó, nó bốc khói lên rất là ghê. Thế khi các bạn cho vào xong, các bạn chuyển nó vào trong ống nghiệm để nghiêng, rồi dùng lấy cái pipette tester, lấy acid sulfuric làm thực hiện trong tủ hốt, kéo cái cửa kính sát xuống này, chỉ đưa cái tay vào thôi nha. Các bạn có những thói quen này bảo kéo sát cửa kính xuống đưa cái tay vào này không, thì ta đứng về ta nhìn xuống thật tập làm này. Tôi thì gặp ai mà đưa cái mặt vô ấy, tôi cho phép những người khác làm gì thì đẩy nó vào luôn, tôi biết chứ còn muốn được cái bản sắc tinh thần mới nhớ. Chứ không có, nó không nhớ, nó cứ đẩy, nó cứ kéo lên, còn nếu nào kéo xuống thì nó thấy hoặc không mà đẩy. Nó cứ mặt vào luôn, trời ơi, thế thì làm không tủ hốt mình đi ra ngoài đường mà làm, đúng không ạ? Đó thì khi cho axit vào phải cho từng từ theo thành lớn nhiệm nha. Còn bạn không phải đặt nếu cho nó một số axit sulfuric đặt cái gì nó bốc cháy kìa. Ra chứ làm sao mình thấy màu. Như vậy anh cho từng từ xuống thành lớn nhiệm. Đến cái này các giáo viên sẽ nói rất là rõ. Phản ứng này mình không thực hiện bỏ qua ha. Rồi phản ứng cái tóc dê này thì đặc hiệu đối với các không steroid mà có ông hát ở C16 ha. Tức là doxycycline, cái này mình không có dùng thì mình cũng không bỏ qua được. Nếu bạn nghiên cứu thì có thể mạnh bảo thêm phản ứng bezazenxen, những cái nhà nghiên cứu, những người nghiên cứu người ta vẫn hay sử dụng trong thực tập, chúng ta cũng bỏ qua. Phản ứng này cũng là với phung steroid và có ống hát ở C16. Thế thì có thể dùng cái phản ứng này vì nó có nhiều gan, chúng ta có thể đo gan để định lượng nó với điều kiện nó chấp chuẩn. Rồi phản ứng với của vòng lactate năng chạy, chúng ta có phản ứng với kiềm để tạo ra các cái dẫn chất iso không còn tác dụng nữa, tức là đóng vòng nó tạo cái iso ở đây không còn tác dụng. Phản ứng với các dẫn chất nitrogen, cái này chúng ta thực hiện trong phòng thí nghiệm là tạo sản phẩm màu từ đường đường tính. Thế thì các phản ứng như là phản ứng tôi mới nói đó là cái mông mặt tôi cho màu tính không bền chuyển sang xanh dương, đừng quên cái màu người ta chuyển. Ví dụ như có màu tím loáng thoáng nha, trong một trường hợp nào đó, nhưng nó chuyển sang màu vàng, màu nâu thì nó cũng phản ứng, nên nó phải chuyển sang xanh dương đó. Thế mình nhìn cái màu chuyển của nó nữa chứ không phải chỉ nhìn cái màu ban đầu đó, để mà mình kết luận. Phản ứng kết nó cũng có thể cho màu nào tiện, tức là cũng tạo các dẫn chất của nitro với nitro đó, cái để cho phản ứng màu. Phản ứng ban dê là cho màu cam, đây là cơ chế của phản ứng cũng tạo dẫn chất nitro để mà cho màu. Phản ứng lê gan cũng là phản ứng là thực hiện trong phòng thí nghiệm, hai phản ứng này rất dễ thực hiện, nhỏ vào và có màu. Phản ứng của vòng glutathione mới là vòng gì? Vòng các cơn sáu cạnh ra vòng này nó có tới mấy cái nối đôi đó, đó thêm ba nối đôi có thêm CO nữa, carbonin đó. Thế thì chính vì thế nè, cho nên người ta sử dụng cái thuốc thử SPCL3 trichloria antimon trong môi trường lao động. Thuốc thử này nó gọi có tên là thuốc thử Caprice. Thuốc thử này dương tính với tất cả những nhóm hợp chất nào có nối đôi liên hợp, người ta hay sử dụng để đột tính vitamin A chẳng hạn như vậy nè. Thế thì ở đây trong trường hợp thì có cái nối đôi liên hợp có ba nối đôi như vậy, do đó nên phản ứng này sẽ lên màu, không phải luôn luôn là màu tím. Từ nhóm hợp chất hay từ các cái chất nicotine của mình có thể ra màu đỏ, màu xanh như vậy. Các phản ứng khác là sẽ rộng và rộng thì chúng ta không có thực hiện, mình bỏ qua. Bỏ qua tức là sao? Tức là nếu cần đến các bạn có chính sách để chúng ta xem, nhưng chứ không phải là bỏ qua, tức là rồi thì nó cũng là cùng trên nguyên tắc của tạo
chúng ta có thể định tính nó thôi. Định tính bằng hóa học, một sử dụng phản ứng hóa học để định tính. Cho là muốn định tính phải làm gì? Phải chiết xuất ra, đúng không? Phải chiết xuất ra. Thế khi chiết xuất đầu tiên phải chú ý cái gì? Chú ý đến bộ phận dùng. Bộ phận dùng này là như thế nào? Là hạt hay là lá hết? Hạt thì nó có cái tạp nguyên quả, có chất béo, có cái là các cái chất kém phân cực nhiều. Còn lá thì lại có protein nhiều. Như vậy tôi phải chiết như thế nào để tránh được các cái tạp đấy mà lấy được cái hoạt chất nhiều nhất? Nha, đó là nguyên tắc của chiết xuất. Đầu tiên chúng ta sẽ là dục vệ xay nhỏ, nha, dục xay nhỏ ra. Công đoạn này nó hầu hết là trong bộ môn đã thực hiện sẵn. Cho nên các bạn ít nhớ đến cái chuyện là dược liệu phải mua để đi trước mà mình nhận nha. Và các bạn là cứ thế là làm được. Và ai mà để to để nhỏ nhưng tích như bạn đang rất là cách lên cổ hay là cách kẽ mà mình thảy nguyên vào làm sao mình chiết được là cái dược tích tiếp xúc nó rất là thế. Rồi chiết nó sẽ không đồng đều, cái việc thấm trong ngô nó cũng không tốt. Thế thì dược liệu này nếu mà là hạn, chẳng hạn như tôi sẽ loại tạp, loại tạp gì? Loại tạp kém phân cực bằng cách là lọc cái phân hồn hữu cơ hay là cái gì đó để con bỏ nó đi nha. Thì cái phần còn lại tôi sẽ chiết cái cồn, mà chiết cồn. Chiết cồn ở đây ấy, thì nó, rồi sau đó thu hồi cồn, tôi sẽ có cắm cồn và lấy cái thịt chiết này nha. Rồi định tính luôn trong một chiết cồn. Tôi có thể tinh khiết hóa nó bằng cách là hòa lại trong methanol, nó chọn lọc hơn, nó loại được các tạp kém, các tạp phân cực nhiều hơn để cho phản ứng rõ hơn. Trong trường hợp những cái glycosid tim mà dù là dạng glycosid như tôi biết nó đã giảm độ tan bằng cách là trong cấu trúc của nó bị acetin hóa hay là cái toxin hóa giống như tôi đã nói đó, thì chúng ta có thể lắp cái chloroform để tinh tính nó, thì lúc đấy gần vô cùng là cái sạch loại được toàn bộ các cái tạp và tạp trong cồn, nha, tạp phân cực tan trong cồn, đó là một cách. Cách thứ hai, chúng ta có thể chiết thẳng cồn lỏng, cồn lỏng tức là chúng ta chiết tất cả các cái tạp phân cực luôn, nha, cùng cả cái nhóm glycosid của mình. Sau đó chúng ta mới bắt đầu loại tạp. Thế trong bài của chúng ta như loại tạp bằng chì acetat hay là loại các cái tạp glycosid khác. Mà ví dụ như tan năng hay là cái gì đó để loại được. Rồi sau đó chúng ta lại thêm một công đoạn là loại trì dung nữa bằng các cái xung pháp. Thì là trong thực tập các bạn làm khá là vất vả cái giai đoạn đó, biết cách để làm nó nhanh hơn. Rồi sau đó bạn thu được cái cánh cồn lãng. Cái cánh cồn lãng này có thể làm thẳng luôn với hòa lại trong methanol hoặc với chloroform. Thì bạn chiết những cái nhân glycosid nào mà nó giảm độ tan, nó bị giảm độ tan như là acetin hóa đó, thì vẫn là glycosid nhưng nó lại tan trong lò phỏ. Lúc này chúng ta lắp cái lò phỏ là lấy cần được. Tại sao lắp lò phỏ từ ngay trên này? Nó cũng có nhiều cái lý do nha. Thì đến những cái thực tập chúng ta sẽ được giải kỹ lại. Về phần định tính, sau khi mà chiết xuất rồi thì sử dụng các phản ứng tính màu để định tính phản ứng của đường về gốc C, phản ứng của vòng lactone, phản ứng của nhân steroid, đó là các phản ứng định tính. Có thể định tính bằng sắc ký lớp mỏng, cái này trong sách của mình có, khi làm nghiên cứu đến là đến các bạn sẽ nghiên cứu sau. Hiện màu bằng các thuốc thử cho màu là như ray mông mạng tư hay là thuốc thử kép, thì các cái thuốc thử này nó cho màu nó bị làm sao nó chuyển màu nhanh cho nên phải quan sát liền. Định lượng phần này quan trọng. Định lượng là đánh giá nha, đánh giá của người ta là đánh giá cái hạt lực của nó có tác dụng sinh học hay không, có tác dụng trên tim hay không. Bằng cách này là đây là phương pháp quy định chung của tất cả các dược điểm, các dược điểm về glycosid tiểu. Đầu tiên chúng ta đây là quy định trong dược điểm Việt Nam và nhiều nước. Đầu tiên chúng ta có đơn vị mèo, tức là sử dụng mèo để đánh giá. Thì cái này phải học thuộc các bạn, cái này phải học thuộc. Đó là liều tối thiểu của dược liệu hay là của glycosid tim, tức là một sự nguyên liệu thô hay là của cái chất tinh khiết hay là của thuốc đã làm ra nó làm cho tim mèo ngừng đập tính theo 1 kg thể trọng được nghĩa đơn vị mèo nha. Thì
trong những điều kiện quy định, để cho nó có sự lặp lại, để cho nó tất cả cùng đồng nhất đều cùng ra một kết quả như nhau. Còn không theo điều kiện nào thì mỗi người làm một kiểu, nó không có ra một kết quả đúng. Tiêm tĩnh mạch, ví dụ như điều kiện là tiêm tĩnh mạch, đó thì ở đây này là tim mềm mình đó. Thế thì đây là uống hay là chích hay là tác dụng như này, đó thì nó có cái điều kiện của nó. Và nó ở đây thì người ta là tiêm tĩnh mạch của mình làm trong đều ngừng tim ở thời kỳ tân trương. Thế đây là mấy con mèo thử trên mấy con? Một con tính trên 1 kg thể trọng, đúng không? Làm cho con mèo thì ngừng tim nó nói không còn nè, nhưng đơn vị ếch thì ta liều tối thiểu của dược liệu hay của university làm cho 3 số ếch trong một lô ếch thử nghiệm bị ngừng tim. Thí nghiệm cũng được tiến hành trong những điều kiện quy định, đó là tiêm dưới da và làm ngừng tim của 3 số ếch ở kỳ tâm thử khác nhau nha. Đơn vị mèo tính ra, đơn vị ếch tính ra. Đó. Thế thì cái phần này là trong sách có định nghĩa. Còn đơn vị tổ công nữa, là dược liệu Mỹ rồi các thứ đó thì thế thì bây giờ cái con số người ta bảo là cái này có tác dụng là 40.000 đơn vị ếch, tức là sao? Tức là sao? Không, không phải ai cũng hiểu đúng. Nhưng mà chúng ta này có nghĩa là gì? Đó là 40.000 đơn vị ếch có nghĩa là mẫu thử dược liệu hay là đi cô chích tim ở cái điều tối thiểu điều là có nồng độ là 1/40.000, luôn luôn là đảo ngược cái nồng độ nha. 40.000 tức là ở nồng độ 1/40.000, làm cho 3 số ếch trong một lô ếch thí nghiệm bị ngừng tim thời kỳ tân tu thực hiện trong những điều kiện quy định. Hay đơn vị mèo thì cũng sẽ lấy như thế, là 4.000 đơn vị mèo tức là 1/40.000 ở nồng độ đó có tác dụng nha. Chứ nhiều người đã dẫn giải là làm trên 40.000 con ếch chẳng chồng mình được chết, cũng đó tìm chết rồi đó là không phải đó. Thế cho nên hiểu đúng cái đơn vị ếch và đơn vị mèo và phát biểu được cái định nghĩa đó nha. Các phương pháp học khác như là phương pháp đo quang phản ứng màu ở dược liệu Anh, dược liệu châu Âu, các cái gen môn mạc cơ này, con dê này, sắc chi trô này, con dê đều là những phản ứng tạo màu mà người ta ưu tiên cho những cái phản ứng tạo màu bền để có thể bị thực hiện được dễ dàng. Cũng có thể sử dụng phương pháp sắc khí lỏng độ nâng cao, đó là nhờ vào những cái phòng mạc cơ đang mà có những cái đấy phải đọc phải phát hiện được bằng UV. Có thể sử dụng các phương pháp miễn dịch phóng xạ, miễn dịch enzyme hay là miễn dịch hình quang. Đó thì những cái này đòi hỏi những cái thiết bị và những cái hóa chất đi kèm, những cái bộ kit đi kèm. Phân bố tự nhiên thì nó khác với các nhóm đi với kit khác, ví dụ như saponin hay là những dụng như flavonoid hay tannin hay gì đó thì nó hầu như là đặt trong rất nhiều hầu như là đa số các cái họ thực vật. Riêng với glycosidin thì cái nó lại hạn chế hơn là trong một số cái họ thôi, thực vật hạt chính là chủ yếu là ở lớp 2 lá mầm. Các họ thường đặt kể ra đây như vậy nhưng thực ra chỉ có họ Apocynaceae, Asclepiadaceae hay Ramulaceae là những cái họ hay cả. Hay cả đây cũng chẳng phải hay lắm. Apocynaceae nhiều, Asclepiadaceae nhiều. Nhưng những cái họ sau này thì chính là người ra là tin tưởng hơn. Và các cái nhóm mà đi vô tim là có cái vòng lắc tôn nâng cạnh đó thì thường đạt hơn so với cái vòng sáu cạnh. Rồi, chúng ta sang một cái phần